Thưa quý vị, sau khi thầy Minh Tuệ xuất hiện được một thời gian thì có một số các cái luồng dư luận cho rằng kể từ khi thầy Minh Tuệ xuất hiện á thì Phật tử đến với các cái ngôi chùa nó giảm đi. Cái lượng Phật tử đến cúng dường ở các ngôi chùa, các cái tu viện nó cũng giảm dần theo. Thì có những cái người cho rằng đó là cái hệ quả của việc thầy Minh Tuệ xuất hiện. Và cái nguyên nhân là do cái sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ làm cho Phật tử đến các cái ngôi chùa nó giảm đi. Do đó mà cái lượng cúng dường ở các ngôi chùa nó cũng giảm theo. Thì không biết là cái luồng dư luận như vậy nó có đúng hay không. Cho nên là cái tuần vừa rồi đó thì tôi dành thời gian ra để đi thăm một số các cái ngôi chùa. Những cái ngôi chùa ở địa phương cũng có, những cái ngôi chùa nhỏ, những cái ngôi chùa lớn nổi tiếng như là Tổ Đình Hộ Pháp ở Vũng Tàu, hay là Chùa Phật Quang ở Vũng Tàu và một số các cái cơ sở tự viện khác nữa. Thì sau khi tìm hiểu thì rõ ràng rằng cái lượng Phật tử đến các cái ngôi chùa nó có giảm, quý vị ạ. Thì tùy theo mỗi một ngôi chùa mà cái lượng Phật tử đến nó giảm nhiều hay ít thì nó có ảnh hưởng thật. Như vậy thì không biết rằng cái dư luận người ta cho rằng cái sự việc mà Phật tử ít đến chùa, ít cúng dường hơn là do tại thầy Minh Tuệ. Thì không biết là thực hư thế nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta ngồi nhìn lại thì trong suốt cái quá trình mà tôi tìm hiểu về thầy Minh Tuệ thì ở trên các cái trang mạng xã hội cũng vậy, không có thấy bất kỳ một cái lời nói nào của thầy Minh Tuệ làm có thể ảnh hưởng đến cái việc đi đến chùa của các Phật tử. Bởi vì Ngài không bao giờ mà nói rằng các Phật tử không nên đến chùa. Cá nhân tôi thì tôi không thấy có một cái lời nào nói như vậy. Rồi tôi đi tìm hiểu một số nơi, một số người khác, bạn bè cũng yêu mến thầy Minh Tuệ, cũng có theo dõi sát sao. Và kể cả tôi có liên lạc với một số YouTuber mà họ đã từng đi theo thầy Minh Tuệ trong cái quãng đường mà thầy Minh Tuệ khất thực, thì họ cũng cho biết rằng thầy không hề có một cái phát ngôn nào mà có thể gây ảnh hưởng đến cái sự đi đến chùa tu tập của các Phật tử cũng như là sự cúng dường. Nhưng mà ngược lại thì thầy Minh Tuệ lại có những cái quan điểm rất rõ ràng về các cái ngôi chùa, về cái sự cúng dường đi tu tập ở các cái ngôi chùa. Đầu tiên thì tôi mời quý vị nghe cái quan điểm của thầy Minh Tuệ về các cái ngôi chùa hiện nay. Thì đối với quan điểm của thầy Minh Tuệ đó, thì thầy rất là ngưỡng mộ những cái ngôi chùa hiện tại ở Việt Nam mình. Và thầy Minh Tuệ cho rằng những cái vị sư mà đang là trụ trì những cái ngôi chùa to Phật lớn là nhờ các vị ấy có những cái công đức, nhờ các cái vị ấy có những cái phước đức mà có thể là các vị ấy tu hành từ nhiều đời nhiều kiếp mà bây giờ các vị mới có được những cái ngôi chùa to Phật lớn như vậy. Thầy Minh Tuệ tỏ ra rất ngưỡng mộ chứ không có hề đả phá điều gì, quý vị nhé. Mời quý vị nghe đây nhé. Vì tùy tu chủ trì với lại xây chùa to Phật lớn đó, tùy theo duyên của họ, nghiệp tốt của họ, họ mới có. Nhưng đây, thầy Minh Tuệ nói rằng tùy theo cái duyên của họ, những cái vị trụ trì, những cái ngôi chùa to Phật lớn hiện nay đó, thì là do cái duyên của các cái vị sư đó mà họ mới có được. Mời quý vị nghe tiếp nhé. Con là nghiệp nặng, phước ít nên là con phải đi như thế này để con còn học tập đạo đức đó. Còn riêng đối với thầy thì thầy nói rằng cái nghiệp của con còn nặng, con chưa có tích lũy đủ cái đức, cho nên là con còn phải đi học tập để con tích lũy đức đã. Còn mai này thì cũng chưa biết thế nào. Mời quý vị nghe tiếp nhé. Khi nào mà đủ phước đức á, thì con như thế nào thì không biết. Nhưng mà những cái vị như thế thì họ là ở một chỗ thì họ đầy đủ phước đức thì họ mới có như thế đó. Đây, thầy nói rõ ràng rằng những cái vị ở những cái ngôi chùa to Phật lớn ấy, là nhờ họ tích lũy được những cái công đức cho nên họ mới có những cái cơ sở như vậy. Mời quý vị nghe lại từ đầu nhé. Không phải là ai cũng như thế. Chủ trì với lại xây chùa to Phật lớn đó, tùy theo duyên của họ, nghiệp tốt của họ, họ mới có. Như con là nghiệp nặng, phước ít nên là con phải đi như thế này để con còn học tập đạo đức đó.
Đấy, thầy rõ ràng qua cái đoạn video này chúng ta thấy rằng thầy Minh Tuệ rất là tôn trọng những cái vị hiện nay đang là sở hữu những cái ngôi chùa to Phật lớn, và thầy xác định rằng đấy là nhờ cái công đức đạo hạnh của các cái vị trụ trì mà người ta mới có thể rằng những cái vị đấy tu nhiều đời nhiều kiếp, tích lũy những cái đức hạnh lại thì bây giờ họ mới được có những cái ngôi chùa to Phật lớn như vậy. Còn riêng đối với thầy thì thầy là cái nghiệp của thầy còn nặng lắm, cho nên thầy chưa có đủ tích lũy đủ đức đạo hạnh. Đây là mời quý vị nghe tiếp nhé. Khi nào mà đủ phước đức á, thì con như thế nào thì không biết, nhưng mà những cái vị như thế thì họ là ở một chỗ thì họ đầy đủ phước đức thì họ mới có như thế đó. Dạ. Không phải là ai cũng như thế được cả. Không phải là ai cũng có thể được như thế đâu. Đấy là nhờ những cái công đức của các vị ấy. Mời quý vị nghe tiếp. Cái hạnh của họ, cái phước của họ có khả năng là họ tu nhiều đời, nhiều tiền kiếp ấy rồi giờ họ có cái đó, hay là có khả năng là đời này họ tu nhiều rồi, cái đấy mình không biết được quá khứ và vị lai của họ. Xin lỗi quý vị. Thì qua cái đoạn clip vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng cái quan điểm của thầy Minh Tuệ là thầy rất là trân trọng những cái vị hiện nay đang có những cái ngôi chùa to Phật lớn, và theo thầy Minh Tuệ thì họ đã tu nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là họ mới tích lũy được cái đức cái hạnh, cho nên là họ mới có được những cái ngôi chùa to Phật lớn như vậy. Còn riêng đối với thầy thì thầy cảm thấy rằng cái nghiệp của thầy còn nặng lắm, thầy chưa tích lũy được đức hạnh, cho nên thầy còn phải đi học tập, và sau này thì thầy cũng không biết được là thầy sẽ như thế nào. Mời quý vị nghe tiếp nhé. Cái đoạn này thì do cái âm thanh nó hơi nhỏ, nếu mà quý vị nghe không được thì tôi sẽ tường thuật lại để quý vị nghe. Mời quý vị nghe và quý vị thông cảm cho cái lỗi kỹ thuật này nhé, nó rất là nhỏ cho nên là hơi khó nghe. Đây, qua cái đoạn video này thì thầy Minh Tuệ đang là nhắc nhở những cái xin lỗi quý vị. Qua cái đoạn video này thì thầy Minh Tuệ đang là nhắc nhở những cái bà con đang là đi theo ngài đây. Thì thầy Minh Tuệ nhắc nhở là chúng ta nên đi lễ Phật, đến chùa lễ Phật, đi cúng dường Tam Bảo. Mời quý vị nghe lại nhé. Cho nhiều có cái đó, hay là có khả năng là đời này họ tu nhiều rồi cái đấy. Mình đến chùa thì mình đi lên làm công quả, cúng dường Tam Bảo. Đây là cái lời của thầy Minh Tuệ đang là dặn dò các cái bà con Phật tử đi theo ngài ở đây. Thì thầy Minh Tuệ nhắn nhủ bà con, hướng dẫn bà con là phải đi lễ Phật, đi chùa, đi làm công quả ở trong chùa, đi lễ Phật và đi cúng dường Tam Bảo. Thì rõ ràng rằng thầy Minh Tuệ ủng hộ cái việc cúng dường quý vị nhé. Không hề nói rằng không có nên cúng dường, cũng không có dạy các cái Phật tử đi theo thầy là không có được đến chùa. Không hề có như vậy quý vị nhé. Mà ngược lại thì thầy còn dặn dò kỹ lưỡng những cái Phật tử đang là đi theo thầy đây là nên đi đến chùa làm công quả, đi cúng dường Tam Bảo quý vị nhé. Mời quý vị nghe lại cái đoạn này nhé. Có khả năng là đời này họ tu nhiều rồi, cái đấy mình không biết được quá khứ và vị lai của họ. Đó, đó là cái đoạn mà cái âm thanh nó hơi bị khó nghe. Tôi xin dịch lại cái lời của thầy nói, đó là thầy dặn dò bà con Phật tử đi theo thầy đây là đến chùa làm công quả rồi cúng dường Tam Bảo lễ Phật. Đây là cái lời dặn dò của thầy Minh Tuệ. Mời quý vị nghe tiếp cái đoạn video sau này nhé. Cho nhiều mà theo khả năng của mình dư giả cho mình, không phải đi ăn trộm ăn cướp hay là đi khó khăn đi vay đi mượn mà cho ấy. Đấy, thầy dặn rằng cái tiền mà mình cúng dường đó là phải là cái tiền mình làm ra chứ không có được dùng những cái tiền ăn trộm ăn cướp. Đây, mời quý vị nghe lại nhé, thầy giảng rất là kỹ lưỡng nhé. Năng của mình dư cho nhiều và theo khả năng của mình, cúng dường cho theo cái khả năng của mình. Mời quý vị nghe lại nhé. Mình dư giả cho mình, không phải đi ăn trộm ăn cướp ấy. Nếu mà mình có dư giả
thì mình bớt ra để mình cúng dường, chứ đừng có đi ăn trộm ăn cướp mà cúng dường. Đây mời quý vị nghe lại. Khó khăn đi vay đi mượn mà cho ấy. Đi vay đi mượn cũng không nên quý vị nhé. Mình có thể làm ra được cái đồng tiền của mình sau khi mà mình đã lo được cho gia đình, cho cha mẹ, cho chồng con, cho vợ con, cho những người thân của mình, thì mình bớt chút ra để mình đi cúng dường tam bảo. Còn tuyệt nhiên không có dùng những cái từ, những cái tiền, đồng tiền bất chính như là ăn trộm, ăn cắp hay là thậm chí là phải đi vay mượn mà để cúng dường thì cũng không nên quý vị nhé. Mời quý vị nghe lại nè. Mình mà làm việc được giàu có, trộm ăn cướp hay là đi khó khăn đi vay đi mượn mà cho ấy. Mình mà làm việc được giàu có, mà giả cúng dường lên tam bảo, Phật Pháp Tăng ở đó, nhưng mà mình cứ... Đi cúng dường tam bảo Phật Pháp Tăng. Đây là cái nguyên văn của Thầy Minh Tuệ quý vị nhé. Mời quý vị nghe tiếp. Tư duy về chỗ mà kim thân Phật ấy, mình đã hồi hướng cho tam bảo công đức, nhưng mà mình không biết sư nào thầy nào cả. Ai mà xứng đáng ấy, Phật Pháp Tăng ấy, thì họ lấy, nếu mà có công đức thì mình hồi hướng công đức cho chúng. Thầy Minh Tuệ nói rằng mình cúng dường không có cần phân biệt thầy nào sư nào cả. Mình có hữu duyên ở chùa nào, ở sư nào thì mình cúng dường ở đó thôi cho tam bảo. Mời quý vị nghe tiếp nhé. Mình không cần biết suy nghĩ đó là ai là gì. Không cần biết là cái vị sư mà mình cúng dường đó là ai, miễn là sư ở những cái ngôi chùa mà mình hữu duyên. Mời quý vị nghe tiếp. Dưới hay không cần biết, mình chỉ cần hướng tâm đến A Di Đà, Phật Tam Bảo hay Thích Ca Mâu Ni đấy. Phật đó mình cúng dường đại lễ, mình cúng dường như thế. Còn mình đừng có nghĩ đó là thầy này dùng giới hay tu hành kiểu gì đấy. Đây, Thầy Minh Tuệ dặn rằng mình cúng dường cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Còn đối với lại cái vị thầy, vị sư đó, thì chúng ta cũng không nên xét nét là cái vị này có đạo hạnh hay không, có giữ giới hay không thì chúng ta mới cúng dường. Còn những cái vị mà bằng những cái con mắt phàm tục của chúng ta nhận xét rằng vị này không có giữ giới, vị này không có đạo hạnh thì chúng ta không có cúng dường. Thì thực tế đó quý vị, ở ngoài xã hội chúng ta cũng thấy có những cái người ta nói rằng thôi cái chùa này bị tai tiếng thế này thế kia thì không nên cúng dường. Còn cái vị sư này thì không đạo hạnh, không có giữ giới thì không cúng dường. Thì đối với quan điểm của Thầy Minh Tuệ thì lại khác. Thầy Minh Tuệ nói rằng chúng ta không cần biết những cái chuyện đó. Chúng ta cúng dường ở đây là cúng dường cho Phật Pháp Tăng. Và chúng ta hồi hướng công đức đó, cái hồi hướng cái đồng tiền mà chúng ta cúng dường đó lại cho bá tánh. Mời quý vị nghe lại nhé. Đó là mình cũng nhận hay không cần biết, mình chỉ cần hướng tâm đến công đức thì mình hồi hướng công đức cho chúng sanh cả. Mình không cần biết suy nghĩ đó là ai là giữ giới hay không cần biết, mình chỉ cần hướng tâm đến A Di Đà, Phật Tam Bảo hay Thích Ca Mâu Ni đấy. Phật đó mình cúng dường đại lễ, mình cúng dường như thế. Còn mình đừng có nghĩ đó là thầy này giữ giới hay tu hành kiểu gì hết. Đó là mình... Vâng đấy, thì Thầy Minh Tuệ nói rằng chúng ta không cần biết là phải xét nét là thầy này có giữ giới hay không. Ở đây cúng dường là chúng ta cúng dường cho tam bảo quý vị. Cúng dường tam bảo ở chùa, mình cho nhiều thì được phước nhiều, cho ít. Đấy, Thầy Minh Tuệ nói rằng nếu mà chúng ta cho nhiều thì được phước nhiều, cho ít thì được phước ít. Đây mời quý vị nghe tiếp. Thì được phước ít, mà cho những người giữ giới thì được phước nhiều tốt đẹp hơn. Mà cho, thầy nói như là không cần phải xét nét là những cái vị thầy đó có giữ giới hay không. Nhưng mà nếu mà chúng ta cúng dường cho những cái vị sư mà có giữ giới, có đạo hạnh thì là điều tốt đẹp hơn. Mời quý vị nghe lại nhé. Còn cho những người giữ giới hay tu hành kiểu Phật Tam Bảo hay Thích Ca Mâu Ni đấy, Phật đó mình cúng dường đại lễ, mình cúng dường như thế. Còn mình đừng có nghĩ đó là thầy này giữ giới hay tu hành kiểu gì hết. Đó là mình cúng dường Tam Bảo ở chùa, mà mình cho nhiều thì được phước nhiều, cho ít thì được phước ít, mà cho những người giữ giới thì được phước nhiều tốt đẹp hơn. Cho những cái người giữ giới thì được nhiều điều tốt đẹp hơn. Mời quý vị nghe tiếp. Còn cho những người mà không giữ giới thì cũng phước ít, nhưng mà họ thì nghiệp họ người mang. Còn nếu mà chúng ta cúng dường cho những người không giữ giới thì những cái người đó cái nghiệp họ phải mang. Nếu mà chúng ta cúng dường vào những cái nhà sư, những cái người hay là những vị thầy mà không giữ giới thì bản thân cái người không giữ giới đó phải mang lấy cái nghiệp. Mời quý vị nghe lại nhé.
Ôi, chẳng hạn ở dưới đó thì cũng phước ít nhưng mà họ thì nghiệp họ thời mát. Ôi, chẳng hạn như mọi người bố thí cho con cơm mà con không có giới luật, không có tu hành được con ăn không được. Nếu mà thầy lấy ví dụ rằng nếu mà mọi người mà cúng dường cơm cho thầy, mà nếu mà thầy không giữ giới thì cái cơm thầy ăn cũng không vào. Đấy, nó khó khăn như vậy đấy quý vị nhé. Chứ không phải là cái việc mà chúng ta dùng những cái đồng tiền cúng dường hay là từ cái bữa cơm cúng dường mà dễ đâu quý vị nhé. Đó là cả những cái việc làm mà chúng ta phải xứng đáng thì mới có thể dùng những cái bữa cơm đó được. Phải xứng đáng thì mới dùng những cái đồng tiền cúng dường được quý vị nhé. Mời quý vị nghe lại. Dễ gì nuốt được cơm đó. Dễ gì mà nuốt được cơm đó. Mời quý vị nghe lại nhé. À, như mọi người bố thí cho con cơm mà con không có giới luật, không có tu hành được con ăn không được. Dễ gì nuốt được cơm đó. Khó lắm. Không có dễ gì ai cho ai bao giờ đó. Những cái vị mà mọi người lên cúng dường tam bảo nhiều đó. Nhưng mà cũng không phải dễ gì ăn được những thứ đấy đâu. Nhờ đó mà vậy. Thầy nói rằng nếu mà chúng ta cúng dường đó cho các vị tam bảo đó thì cái đồng tiền đó cũng không phải là dễ ăn cái những cái đồng tiền cúng dường đó đâu quý vị nhá. Mời quý vị nghe lại này. Thanh thiên giới được có phước cúng dường tam bảo nhiều đó. Nhưng mà cũng không phải dễ gì ăn được những thứ đấy đâu. Nhờ đó mà mọi người được thanh thiên giới được có phước, nhưng mà cũng nhờ cái đó mà họ tham lam để họ dùng sai để họ lấy đoạn. Nếu mà ai tham lam những cái đồng tiền cúng dường đấy thì họ sẽ bị đọa địa ngục quý vị nhé. Đây, mời quý vị nghe lại. Lại đọa địa ngục nữa. Thanh thiên giới được có phước, nhưng mà cũng nhờ cái đó mà họ tham lam để họ dùng sai để họ lấy đoạn. Lại đọa địa ngục nữa. Nên là mọi người cứ vui vẻ, cứ cúng dường ấy là cứ hồi hướng tam bảo. Thầy nói rằng chúng ta cứ vui vẻ để mà cúng dường, cúng tam bảo theo cái khả năng của mình quý vị nhé. Bây giờ chúng ta nghe lại từ đầu cho nó liền mạch cái đoạn video này. Chúng tôi cũng có ngắt ra từng khúc, quý vị cũng thông cảm là bởi vì nếu mà mình trích dẫn những cái video này mà nó kéo dài trên một phút đó, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề bản quyền. Cho nên là chúng tôi cắt ra từng cái phần nhỏ một, mong quý vị thông cảm nhé. Mời quý vị coi lại từ đầu nhé. Chủ trì với lại xây chùa to phần lớn đó, tùy theo duyên của họ, nghiệp tốt của họ, họ mới có. Như con là nghiệp nặng, phước ít nên là con phải đi như thế này để con còn học tập đạo đức đã. Khi nào mà đủ phước đức á, thì con như thế nào thì không biết, nhưng mà những cái vị như thế thì họ là ở một chỗ thì họ đầy đủ phước đức thì họ mới có như thế đó. Dạ. Không phải là ai cũng như thế được cả. Cái hạnh của họ, cái phước của họ có khả năng là họ tu nhiều đời, nhiều tiền kiếp ấy rồi giờ họ có cái đó, hay là có khả năng là đời này họ tu nhiều rồi, cái đấy mình không biết được quá khứ và vị lai của họ. Đấy, thầy nói rằng những cái vị mà có được những cái ngôi chùa to Phật lớn ấy là nhờ họ tu nhiều nhiều tiền kiếp trước rồi. Cho nên là họ mới có những đủ đức hạnh để họ được hưởng những cái đức hạnh đó. Còn riêng đối với thầy thì thầy cảm thấy rằng thầy còn nghiệp của thầy còn nặng lắm, thầy chưa đủ đức hạnh để mà được hưởng như vậy, cho nên là thầy còn phải đi tập đã, và thầy còn đi tu tập, và không biết là mai này thế nào, nhưng mà trước mắt thì thầy phải đi tu tập để tích đức. Cho nên rằng trở lại cái đặt vấn đề ở lúc đầu mà trong cái video này tôi đặt ra đó, là người ta nói rằng do thầy Minh Tuệ mà cái lượng Phật tử đến với chùa nó giảm đi. Thì qua cái phân tích chúng ta thấy rằng cái đoạn đầu video này thì thầy Minh Tuệ rất trân trọng những cái ngôi chùa to Phật lớn, và coi đó như là những cái công đức, cái đức hạnh của những cái vị trụ trì được tu nhiều đời nhiều kiếp rồi mới có được những cái thành quả đó. Thì thầy Minh Tuệ rất là trân trọng những cái ngôi chùa to Phật lớn, chứ thầy không hề công kích đả phá những cái ngôi chùa to Phật lớn đâu quý vị nhá. Mời quý vị nghe tiếp. Phật tử đến chùa thì mình sẽ làm công quả, công đức. Thầy dặn là bà con Phật tử là nên đi chùa rồi làm công quả rồi cúng dường tam bảo. Đó là cái lời khuyên của thầy Minh Tuệ. Chứ thầy Minh Tuệ không hề chống đối, không hề khuyên mọi người là đừng có đi đến chùa, đừng có cúng dường nữa.
Đấy, thầy Minh Tuệ hoàn toàn là không có khuyên Phật tử như vậy quý vị nhé. Mời quý vị nghe tiếp. Cho nhiều và theo khả năng của mình dư giả cho mình, không phải đi ăn trộm ăn cướp hay là đi khó khăn đi vay đi mượn mà cho ấy. Mình mà làm việc được giàu có mà giả cũng nhiều bên Tam Bảo Phật Pháp Tăng ở đó, nhưng mà mình cứ tư duy về chỗ mà kim thân Phật ấy, mình đã hồi hướng cho Tam Bảo công đức cho mà mình không biết sư nào thầy nào cả. Mình cúng dường Tam Bảo hồi hướng công đức, nhưng mà mình không có cần phải là quan trọng là mình phải cúng dường cho thầy nào cả, miễn là mình cái cúng dường đó là mình cúng dường và hồi hướng công đức nhé quý vị nha. Ai mà xứng đáng ấy Phật Pháp Tăng thì họ lấy, nếu mà có công đức thì mình hồi hướng công đức cho chúng sanh cả. Mình cúng dường thì mình hồi hướng cái công đức mình cúng dường cho chúng sanh. Mời quý vị nghe tiếp. Mình không cần biết suy nghĩ đó là ai là giữ giới hay không cần biết. Mình không cần biết là cái vị thầy, vị sư đó có giữ giới hay không. Chúng ta cứ cúng dường cái thành tâm của chúng ta và cái sự cúng dường của chúng ta làm một cái sự hồi hướng công đức cho chúng sanh sau này. Cho nên là miễn chúng ta cúng dường là đã có công đức rồi. Còn những cái vị mà không có được giữ giới đó, thì cái đó là cái lỗi, cái trách nhiệm của những cái vị không giữ giới đó. Và nếu mà những cái người không giữ giới đó mà sử dụng cái đồng tiền nó không có hợp lệ, thì những cái vị đó là phải chịu lỗi và phải chịu đọa địa ngục. Mời quý vị nghe tiếp. Chỉ có hướng tâm đến A Di Đà, Phật Tam Bảo hay Thích Ca Mâu Ni đấy. Phật đó mình cúng dường đảnh lễ, mình cúng dường như thế. Còn mình đừng có nghĩ đó là thầy này giữ giới hay tu hành kiểu gì hết. Đó là mình cũng dành Tam Bảo ở chùa. Mà mình cho nhiều thì được phước nhiều, cho ít thì được phước ít, mà cho những người giữ giới thì được phước nhiều tốt đẹp hơn. Thầy nói rằng nếu mà chúng ta cho nhiều thì được phước nhiều, cho ít thì được phước ít. Và cho những cái thầy mà giữ giới đó thì chúng ta được phước tốt hơn là những cái cúng dường cho những cái vị thầy không giữ giới. Thì thưa quý vị, qua cái đoạn video mà tôi vừa trình bày với quý vị, thì rõ ràng rằng cái quan điểm của thầy Minh Tuệ không hề đả phá cái việc mà các Phật tử đến chùa, viếng chùa, cũng không hề đả phá cái việc mà cúng dường cho các chùa. Mà ngược lại thì thầy Minh Tuệ còn khuyến khích chúng ta tùy theo hướng dẫn dạy dỗ các Phật tử là phải dùng cái đồng tiền bằng cái sức lao động của mình khi mà mình đã lo cho gia đình. Và chúng ta còn dư thì chúng ta bớt ra để chúng ta cúng dường Tam Bảo. Còn nếu mà đồng tiền mà đi vay cũng không được nha quý vị nha, hay là ăn trộm ăn cắp là cũng không được. Và chúng ta cũng không nên xét nét là phải cúng dường ở cái chùa nào. Nếu bằng cái con mắt thường của chúng ta thì chúng ta nói rằng cái vị sư ở chùa kia không có đạo đức, không có đức hạnh, thôi giờ chúng ta đem qua cái chùa khác để cúng dường. Thì đối với thầy Minh Tuệ lại không vậy. Thầy nói rằng những ai mà những vị nào mà không giữ giới thì cái đó là cái tội của vị đó và vị đó phải xa địa ngục. Và thầy Minh Tuệ còn nói rằng ngay cả cái việc mà thầy đi xin cơm mà chúng sanh cúng dường một bữa cơm cho thầy, nếu mà thầy không giữ giới đạo hạnh thì thầy ăn miếng cơm nó cũng không được nha quý vị nha. Đấy, chứ không phải là cái việc mà chúng ta nhận tiền cúng dường hay là một cái bữa cơm mà dễ dàng đâu quý vị. Mình phải như thầy Minh Tuệ nói thì chúng ta phải giữ giới, phải tu tập, phải có đạo hạnh thì mới xứng đáng để nhận những cái sự cúng dường của chúng sanh. Và thầy Minh Tuệ còn nói rằng chúng ta đi đến chùa làm việc, làm công quả, rồi cúng dường Tam Bảo và làm những cái điều thiện lành đối với chúng sanh cũng như là những cái ngôi chùa. Thì qua cái sự trình bày của tôi từ nãy tới giờ thì rõ ràng rằng những cái luồng dư luận nói rằng vì thầy Minh Tuệ mà Phật tử không có đến chùa nữa, vì thầy Minh Tuệ mà cái lượng cúng dường của các chùa cũng giảm đi, thì nếu mà chúng ta nói như vậy thì e rằng nó không có chuẩn xác. Bởi vì nãy tới giờ quý vị nghe đó thì quan điểm của thầy Minh Tuệ không có như vậy. Thầy cũng không có hề tuyên truyền với mọi người là đừng có đến cúng dường hay là đừng có đến chùa, mà thầy còn dặn dò là phải cúng dường,
phải lễ Phật, phải làm việc công quả. Đó là cái quan điểm rất là minh bạch, công khai của Thầy Minh Tuệ. Như vậy thì đối với những cái dư luận cho rằng là tại Thầy Minh Tuệ mà bây giờ những cái Phật tử thì ít đến chùa, ít đến cúng dường, thì rõ ràng rằng qua những cái sự trình bày của Thầy Minh Tuệ từ nãy tới giờ thì chúng ta đã loại trừ những cái nguyên nhân do tại Thầy Minh Tuệ. Thì như vậy thì không phải tại Thầy Minh Tuệ thì tại ai? Lý do nào mà cái thời gian gần đây các Phật tử lại ít đến chùa, các Phật tử lại ít cúng dường hơn? Thì tôi mời quý vị cùng với tôi chúng ta đi tìm hiểu xem, nếu quý vị thu thập được những cái lý do nào khác thì mời quý vị đăng ký kênh để comment ý kiến của quý vị bên dưới video này, để chúng ta cùng nhau trao đổi và cùng nhau tìm ra cái nguyên nhân nào mà nó lại đưa đến cái hiện tượng là Phật tử ít đến chùa. Có như vậy thì khi mà chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân rồi thì chúng ta mới góp phần cái công sức nhỏ mọn của chúng ta để giúp cho cái khắc phục những cái vấn đề đó, và giúp cho cái nền Phật Pháp của Việt Nam chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, hướng con người đến những cái giá trị chân thiện mỹ. Và cái sự đóng góp của quý vị chắc chắn rằng cũng như là một cái công đức rất lớn để giúp cho cái nền Phật Pháp của Việt Nam chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Thì trên đây là những cái quan điểm cá nhân của bản thân tôi và những cái quan điểm khách quan của Thầy Minh Tuệ nói về vấn đề cái sự việc mà thời gian gần đây Phật tử ít đến các cái ngôi chùa, ít cúng dường. Thì ngày hôm nay tôi làm video này để giúp cho quý vị rộng đường dư luận. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một đêm an lành và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào quý vị.